Hi mọi người, hello everyone. Hôm nay mình chỉ mọi người làm pepperoni nha. Trước tiên mọi người hãy dùng công thức mình đã chỉ trên cái screen đó. Sau đó mọi người hãy trộn tất cả những cái này vào cái thau. Sau đó mọi người cho 1/4 muỗng muối, đường, bột, bạn quậy lên, bỏ sữa và men vào. Quậy lên và cho đều lên nha các bạn. Rồi sau đó mọi người nhồi. Nhồi chừng nào cho mình bột thì ngừng nha mọi người. Lúc này nè, mọi người bỏ bơ vào nó hơi ướt ướt nhưng mà giống như nó bị nhão vậy, nhưng mọi người đừng có lo, cứ việc nhồi nha, nhồi tới chừng nào nó tan bơ hết thì thôi, giống như mình đang làm vậy nè. Sau đó mọi người để cho nó nghỉ cả 1 tiếng đồng hồ. Sau đây mình làm topping nha mọi người. Cứ theo công thức mình cho đó, làm y như vậy là ok. Nè mọi người thấy bột nó nở rồi đó, mọi người lấy ra mọi người nhồi thêm cho mình nha, nhồi cho nó mịn thêm một chút nữa. Sau đó mọi người sẽ nhớ lúc này cắt ra một phần nhỏ để phong một bên đó, giống như mình vậy đó. Sau đó mọi người chia cái cục đó, cục bột này thành 8 phần, nhớ chia cho đều tay nha mọi người. Đây lúc này cái phần hồi nãy mình chia ra đó cũng cắt ra làm 8 phần nhỏ nhau. Sau đó mọi người nhét cái phần bơ này. Lưu ý nha mọi người, lúc này nhét vào cho kỹ nha, không nếu mà nhét không kỹ nó sẽ chảy bơ ra ngoài. Mọi người nhớ lúc này là phải cover, seal cái cục bơ này kỹ lại. Lúc này mọi người chứ nhìn theo một cách mình làm là ok nha mọi người. Lúc này mình để vô oven khoảng 15 phút nữa thôi, nhớ không bật lửa nha, chỉ để đó 15 phút thôi. Cái này nhìn không có được ngon cho lắm nhưng mà mọi người thông cảm nha, mình phải làm như vậy nhưng mà một chút nó tan ra thì ok lắm nha mọi người. 175 độ từ 15 đến 20 phút tùy theo cái oven của nhà mỗi người, thì mọi người đo chỉnh nhiệt độ cho mình nha. Đây lúc này thành quả của mình đã thành công, mọi người nhớ 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 làm theo mình nha mọi người, không thể nào mà fail được đâu.